Đây mình sẽ cuốn. Này mà ăn cơm nữa thôi chứ. Hello, Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phương có là một món lòng. Thì Phương đã ướp gia vị hết rồi cả nhà. Thì đây là Phương có ướp ngũ vị hương nè, sả nè, sa tế nè, rồi muối, đường, bột ngọt vậy đó cả nhà. Thì làm được cái lòng này cho nó ngon thì rất là cực nha cả nhà. Lộn đi lộn lại trà muối trà chanh á. Nó cái sả này là bên trong á, lúc mà Phương ướp á cả nhà thì bên trong Phương khi mà rửa là Phương đã lộn cái bên trong ra để rửa sạch sẽ bên trong rồi cả nhà. Rồi đến khi mà ướp thì Phương ướp xong Phương cũng lộn lại nên là gia vị nó nằm bên trong, có sả nó cũng nằm bên trong luôn cả nhà. Mình để dài gì mình nướng nè cả nhà, xong rồi tí hồi nó chín cái mình lấy kéo mình cắt ra mình ăn cho nó ngon đó. Đây là nước chấm Phương đã pha sẵn rồi cả nhà. Đây là nước tương với lại tỏi ớt cả nhà. Rồi mình thêm một tí đường vô. Thì xíu hồi mình chấm ăn cho nó ngon. Thêm một ít rau cả nhà. Đây là dưa leo và rau răm bèo. Rau răm này mình ăn kèm cho nó thơm cả nhà. Đó, Phương nướng thì nó cũng đã chín rồi nè cả nhà. Cái màu rất là ngon nha. Cái này thì Phương không có dùng màu gì hết cả nhà. Phương chỉ ướp ngũ vị hương với sa tế thôi. Mà lúc nãy Phương nướng Phương sợ nó sẽ không ra cái màu đỏ đỏ cả nhà. Nhưng mà thật sự giờ nướng nó ra cái màu rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhìn ngon nữa. Thơm. Đó. Đây, Phương mời cả nhà nha. Vừa ăn luôn cả nhà ơi. Nó rất là thơm. Nó thơm mùi sả nè, sa tế nè, và một ít tỏi nữa. Cái này mà ăn cơm với cả nhà. Nhức nắng luôn. Ngon ngọt ngọt. Đây, giờ con sẽ chấm với nước chấm nha.
ngon quá. Đây, Phương mời cả nhà nha. Ngon. Thường thì mình làm ăn nó sẽ ngon hơn là mình mua ở ngoài á cả nhà, với lại sạch sẽ nữa, hợp vệ sinh nữa. Đây nè cả nhà nhìn nè, đây bên trong nó có sả thấy không, Phương không nói xạo nha cả nhà, bên trong nó có cái sả nè, ớt nè, rất là ngon. Khi mà ướp cái này cả nhà, mình cho ớt nó hơi có vị cay một xíu thì nó sẽ ngon á cả nhà. Cái này nè, cho mấy ông nhậu á cả nhà, khoái. Món lòng nướng này rất là ngon luôn cả nhà. Thì để làm được cái món lòng nướng này rất là khó, rất là cực luôn á. Không phải là khó gì nhưng mà nó rất là nhiều công đoạn. Mình phải lộn ra, rồi mình chà rửa cho sạch sẽ bên trong, rồi mình mới ướp. Khi mà mình ướp rồi mình phải lộn lại nữa cả nhà. Thì cái gia vị như là sả nè, rồi tỏi ớt gì đó, nó nằm bên ngoài thì mình sẽ lộn, nó sẽ nằm lại bên trong. Thì cái gia vị đó nó sẽ thấm, tuy là mình ướp mình ăn liền nhưng mà nó vẫn thấm nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của Phương nha. Nếu cả nhà có yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông cái bên để theo dõi những video mới tiếp theo của Phương nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này. Xin chào.